bạch Quý Tôn Đức Ni Trượng trong ban chứng minh, chư Tôn Đức phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, chư Tôn Đức ban chức sự cùng chư hành giả an cư tại trường Hạ Long Thành, cùng các quý Phật tử có mặt. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý, nhằm ngày 20 tháng 7 năm 2020. Đây là kỳ Bồ Tát lần thứ 3 của chúng ta. Chiều nay có một cơn mưa rất là lớn. Chúng tôi tới đầu đường thì sư cô Trúc Phương mang dù, mang áo tơi ra để che chắn chứ không để nó ướt. Nó xin lỗi là quần áo rồi còn phải cuộn lên, rồi mặc áo tơi vô, rồi che dù cũng đi vội vội vào. Gần đến nơi rồi thấy quý Tôn Đức rồi quý Phật tử đón tiếp trịnh trọng quá, nên rồi thôi cũng phải buông dù, rồi cũng phải cởi áo, chứ rồi không biết ông nào là pháp sư, vị nào là đi thính pháp. Cũng nhờ cái dù, nhờ cái áo mưa nên cũng đỡ ướt. Nhưng mà ông bà mình có câu là ướt còn gì nữa quý vị, cháy thì mất, gặp nước, gặp mưa, ướt hết, nhưng mà còn gặp lửa đó, cháy là mất. Về hiện tượng vật lý thì gặp nước, gặp lửa, một cái thì còn, một cái thì mất. Nhưng mà dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn là chúng ta đang trôi lăn trong dòng sinh tử, và chúng ta đang bị những ngọn lửa sân si thiêu đốt. Vậy nên trong cuộc tử sinh này, ước cũng mất mà cháy cũng mất luôn, mất đi cái căn tánh thường minh sáng chói vắng lặng của mình. Trong dòng sinh tử này, chúng ta đã từng trôi lăn lâu lắm lắm rồi, bao nhiêu kiếp không biết nữa. Và trong ngọn lửa của tam giới, chúng ta cũng bị thiêu đốt cũng lâu lâu lắm rồi. Phúc duyên cho chúng ta gặp được Phật pháp, nên như một chiếc phao để mình thoát khỏi cái sự trôi lăn của sinh tử, thoát khỏi những ngọn lửa của sân giận thiêu đốt, bước chân vào chùa, rũ bỏ mái tóc phiền lụy và những cái vẻ đẹp của thế gian, khoác lên trên mình tấm y giải thoát mà cổ nhân gọi là viên đạch phương bạc, tức là đầu tròn áo vuông, mặc lên một cái chiếc áo giải thoát của Đức Như Lai và rũ bỏ mái tóc lụy phiền của thế gian. Nhưng mà rũ bỏ mái tóc rồi, khoác lên tấm áo tấm y rồi, liệu có thoát được những cái cuồn cuộn của dòng thác tử sinh không? Liệu có thoát được sự thiêu đốt của sân giận của nghiệp chướng không? Sẽ không bao giờ thoát được nếu không có giới luật, không có giáo pháp. Vậy nên giới luật là chiếc áo giáp của người tu để che chắn
đừng để tổn hại đến cái huệ mạng của mình. Nhờ giới luật mà mình giữ được cái tuệ giác của mình như là một tài sản trân quý nhất của người tu. Đó là lý do tại sao mà chư tổ nói rằng là giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật chế ra mỗi tháng 2 kỳ người xuất gia phải bố tát, phải tụng giới luật, ôn lại những điều mình đã học và nhắc nhở nhau những cái giới mà mình đã huân tu để cùng trưởng dưỡng trên con đường đạo Phật. Cho nên ngày bố tát, ngày tụng giới rất quan trọng đối với người tu của chúng ta. Nói đến Bồ Tát, chúng tôi nhớ đến một lần trong một kỳ Bồ Tát, đại chúng ngồi tĩnh tọa, Đức Thế Tôn cũng ngồi tĩnh tọa. Đó là những năm cuối đời của Đức Phật. Ngài đưa mắt nhìn quanh đại chúng, rồi Ngài thốt lên: nhìn đại chúng của chúng ta, những người với giới luật vững chãi, với đạo lực trang nghiêm, đó là nhờ giáo pháp, nhờ công phu tu tập. Nhưng trong đại chúng lớn này có một khoảng trống rất lớn, đó là thiếu vắng tôn giả Xá Lợi Phất, thiếu vắng tôn giả Mục Kiền Liên. Đó là hai vị tướng quân của chánh pháp, là hai vị đã từng thay mặt Đức Thế Tôn để nhắc nhở, khuyến tấn, bảo ban các sư đệ, các chúng đệ sau này. Đức Phật nói: ở đời có hai thứ để người ta tìm đến, để người ta cầm cầu. Thứ nhất là tiền tài, và thứ hai là pháp tài. Nếu cầu tiền thì hãy đến những cái trung tâm tài chính, đến ngân hàng, đến các công ty bất động sản, đến những nhà làm kinh doanh. Còn nếu cầu pháp thì hãy đến tôn giả Xá Lợi Phất, hãy đến tôn giả Mục Kiền Liên. Như Lai tiền cũng không cần và pháp cũng không cần luôn. Một câu nói đáng để cho chúng ta suy gẫm. Đức Thế Tôn là biểu tượng của giáo pháp, nhưng Đức Thế Tôn nói rằng tiền ta không cần mà pháp ta cũng không cần. Đối với hàng đệ tử, những người cầu tiền tài thì hãy đi kinh doanh, đi kiếm tiền. Còn những người cầu pháp thì hãy đến với tôn giả Xá Lợi Phất, hãy đến với tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng tôn giả Mục Kiền Liên không còn, tôn giả Xá Lợi Phất không còn, vậy thì ta cầu ai để có giáo pháp? Ta nương ai để có được giới luật? Đức Phật nói: hãy quay về với chính mình. Mỗi người là hòn đảo vững chãi cho chính mình, mỗi người là ngọn đuốc soi đường cho chính mình. Hãy quay về một kho tàng giáo pháp quý giá ở trong mỗi chúng ta. Vấn đề đặt ra cho chúng ta ở đây là: thế gian có hai điều để cầu là tiền tài và pháp tài. Đối với người Phật tử,
vì gia viên bận biểu, phải kinh doanh, phải buôn bán, phải đi kiếm tiền để nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, để nhà cửa sửa sang, để những lúc thuốc thang bệnh hoạn, cho nên phải cần tiền. Còn đối với hàng xuất gia là phải cầu pháp, cầu pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói rất rõ, đến với Đức Thế Tôn mà để cầu tiền là không đúng. Năm xưa Ngài đã từng ngồi ở trên đống tiền và Ngài bước xuống, Ngài đi vô trong rừng. Đến với Đức Thế Tôn mà cầu quyền cũng không đúng luôn. Ngài đã từng ngồi ở trên ngôi cao mà Ngài cũng đã bước xuống, Ngài đi vô rừng. Vậy nên cầu tiền với cầu quyền ở nơi Ngài là không có. Cái còn lại đó là cầu pháp. Mà pháp thì Đức Phật phó thác cho các bậc tướng quân, cho Xá Lợi Phất, cho Một Kiền Liên. Điều đó để nhắc nhở là hãy thân cận các bậc cao đức, hãy tìm kiếm đến những người bạn lành để học hỏi, để cần cầu những điều hay, những lễ phải. Tổ Huy Sơn dạy: xin ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Thần phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu dụng. Sinh ra tấm thân này, có được hình hài này, đó là nhờ cha, đó là nhờ mẹ. Nhưng có được giới thân tuệ mạng, có được trí tuệ sáng ngời, là nhờ minh sư, nhờ những người bạn lành. Mà gần gũi những người bạn lành giống như là đi trong sương mốc. Áo thì không ướt, nhưng mỗi ngày nó thấm một tí, một tí, một tí. Rồi dần dần ta sẽ trở thành một con người mát mẻ, trở thành một con người dễ thương, trở thành một con người ai cũng mến, ai cũng biết. Chư tổ dạy như vậy, nó phù hợp với cái truyền thống mà ông bà mình có một câu gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta chơi với những người bạn tốt, ta sẽ được ảnh hưởng những điều tốt, và dần dần ta trở thành những người tốt. Chơi với những người tốt, từ đó nó có cái phép so sánh. Người kia tốt, nhìn lại mình thấy dở ẹt, nên rồi điều chỉnh, nên rồi sửa chữa, nên rồi học hỏi. Nhờ vậy mà ta tốt. Còn ta chơi với những người dở đó, ta sẽ bị đắm nhiễm. Mà cuộc đời này nó lạ kỳ lắm. Cái hay cái tốt thì học hoài không thuộc, mà mấy cái dở dở lướt một cái thuộc luôn, lướt một cái thuộc luôn. Cho nên cần phải thân cận với các bậc cao đức và gần gũi với những người bạn lành. Để rồi cái sự thấm nhuần nó không cho mình biết đâu, nhưng mà mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày nó sẽ nhuận mát, nó sẽ tưới tẩm, nó sẽ làm đẹp cho cái tấm thân của chúng ta, nó làm đẹp cho cái tâm của chúng ta. Những người sơ cơ học đạo, Phật tử gần gũi với chư tăng, chư ni, các vị sa di, các vị tỳ kheo tăng học, gần gũi với các bậc cao đức, các bậc trưởng thượng, với các bậc thầy tổ của mình. Ngưỡng người đó có cơ hội học tập nhiều điều hay lắm và dễ tiến thân lắm. Tại sao ta không dám gần? Mình hay bào chữa là thôi sợ lắm, Ngài là lớn, mình là tiểu, mình là nhỏ, mà làm sao mình dám? Tình thương của người lớn, trái tim từ bi của người lớn không nói ra, nhưng luôn luôn dung chứa.
Quan trọng là ta có đến hay không, ta có gần được hay không. Ta không gần là bởi vì cái thứ nhất, gần dễ bị nhắc nhở, gần dễ bị điều chỉnh, có phải vậy không? Nên ta sợ. Mà cái người á, mà càng được thầy tổ mình nhắc nhở, càng được trên trước nhắc nhở, người đó tiến thân, người đó thành tựu trong bước đường tu, người đó vững chãi trên cái lý tưởng giải thoát. Còn người mà không được nhắc nhở, người không được uống nắng, giống như cỏ dại mọc hoang không được chăm sóc. Gì nữa? Gần gũi người lớn, mình biến nhát dễ bị sai bảo. Nói thật, tôi có lắng nghe điều này. Thế mà gặp là bị sai, gặp là bị sai. Nếu mà là cái người mà có cái chí cầu học á, những cái sai bảo của người lớn luôn luôn cho ta một bài học, luôn luôn cho ta một bài học. Nếu ta chiêm nghiệm điều đó và nếu ta ứng dụng được điều đó đó, thì ta trưởng thành nhanh lắm. Một người mà không làm tròn được đệ tử, bảo đảm người đó không biết làm thầy. Cái người mà làm đệ tử cho thật giỏi, người đó làm thầy tương lai rất giỏi. Biết giỏi những cái nhỏ, sau này sẽ giỏi những cái lớn. Những người mà những cái vặt vãnh không giỏi, không bao giờ sẽ đi xa hơn, không bao giờ lớn hơn. Những cái đơn giản như chùi nhà, quét chùa, nấu cơm, lau bàn thờ, rồi thắp nén hương, vân vân, tất cả những cái đó, những năm tháng một vị thầy đã đi qua, và vì đã đi qua cho nên có kinh nghiệm để dạy đệ tử. Những cái mà thầy tổ huynh đệ, những người lớn bảo ban, là những điều nhắc nhở chúng ta, uốn nắn cho chúng ta. Ngày xưa chúng tôi làm tiểu 4 giờ chiều là đi công phu. Có lần sư phụ kêu: "Này, chứ sao đứng trước Phật tổ mà đứng ởn qua ởn lại vậy?" Mình nói: "Dạ đâu có đâu, con tụng kinh trang nghiêm mà." Ông già không có nói gì hết á. Qua ngày hôm sau công phu, vừa cắm một cây nhang xuống đi, ông già kêu đứng lại. Thấy cây nhang nó thẳng hay nó méo? Đúng là cái cây nhang nó méo lệch vậy nè. Cuối cùng rồi ông cụ mới nói là: "Cây hương đó chính là biểu tượng cho trái tim của con, cho tấm lòng của con, cho thân mạng của con cúng dường lên Đức Phật. Một cây nhang mà con cắm không thẳng có nghĩa là con thiếu trang nghiêm trước Tam Bảo, thì không ẩn là cái gì?" Mà thu thật, không phải là mình không biết, nhưng mà hồi đó nhỏ, ở thì trong cái chùa cổ, mỗi lần đi qua nhà linh là tôi sợ, sợ bằng thờ linh lắm, cho nên đâu có dám đứng mà cắm nhang cho trang nghiêm đâu. Phập xuống một cái là bỏ chạy. Cái chùa cổ nó tối thui, mà bàn thờ linh thì thờ thôi rồi nhiều, sợ ma nữa, nên đâu có dám đứng mà trang nghiêm nhìn tổ cúi đầu đâu, không kịp xá nữa, phóng như phóng phi tiêu rồi đó. Cho nên ông già nó dám đứng trước tổ ẩn qua ẩn lại. Thực ra là cái cây nhang của mình cắm không có thẳng. Cho nên nếu mà mình làm tiểu mà mình có oai nghi, có phẩm chất, có giới đức, lớn lên mình sẽ uốn nắn đệ tử. Và những người đệ tử mà thân cận với thầy, với tổ, được các bậc cao đức mà nhắc nhở, mà uốn nắn, mà chịu nghe, người đó sẽ trưởng thành. Người đó sẽ trưởng thành. Tại sao cái cây bonsai nó có một chút xíu thôi mà tới 100 triệu? Còn cây chuối mọc bờ rìa người ta chặt, người ta bỏ đi. Bởi vì cái cây bonsai nó chịu. Chịu gì? Chịu uốn, chịu nắng, chịu cắt, chịu tỉa. Có những cái cành rất lớn nhưng mà không đẹp, không có giá trị, sẵn sàng cắt. Còn những cái nụ, những cái nhánh tuy nhỏ nhưng mà vô cùng quý, không dám đụng tới.
Trên cái người mà sơ cơ học đạo, nếu chịu sự uốn nắn mà nghe lời thân cận với các bậc cao đức, người đó trưởng thành lớn. Vậy nên tổ mới nói: thần phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận, là vậy. Học hỏi với những người lớn, nó cứ nó thấm mỗi ngày một tí, một tí, một tí. Chính từ cái một tí đó mà đã trở thành nhiều tí. Nhiều hạt gạo mới trở thành một kho gạo. Chiếc thuyền một tí lũng thôi, nhưng mà dần dần nó sẽ chìm cả thuyền. Cho nên hãy để ý với cái một tí đó. Cái một tí đó nhưng mà quan trọng lắm. Kính thưa chư huynh đệ, chúng ta là những người đệ tử xuất gia, đứng trong đoàn thể tăng đoàn, lấy huynh đệ làm người thân của mình, lấy chùa, lấy tu viện làm trú xứ của mình, làm gia đình của mình. Để làm gì? Để mong muốn đạt đến một con đường cao rộng, để mong muốn đạt đến một cái lý tưởng diệu vời xuất trần, mà tổ gọi là từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sợ. Từ bỏ người thân, gia đình, sớm làm, khoác lên chiếc áo người tu. Ý dục đẳng siêu hà sợ là để mong muốn đi đến một phương trời cao rộng, đến một cái sự nhiệm màu thanh thoát nào đó, đến một cái lý tưởng giác ngộ nào đó mà chư Phật đã đi, chư Tổ đã đi và ta tiếp tục đi. Hiểu tịch tư thủng, khởi khả thiên nhiên quá thời. Vì chúng ta từ bỏ gia đình, từ bỏ sớm làng, từ bỏ tất cả để đi trên con đường lý tưởng này. Vậy nên sớm tối phải nuôi dưỡng chí nguyện của mình. Mình không có nhiều thời gian đâu, thời gian rảnh rỗi đâu mà đi lo cái chuyện vặt vãnh cái này cái kia, không liên quan đến việc sinh tử luân hồi, không liên quan đến việc đoạn trừ tham sân si, không liên quan đến từ làm sáng giới thân huệ mạng. Hãy nuôi dưỡng chí nguyện của mình cho thật lớn, hiểu tịch tư thủng, sớm tối phải cố gắng hung đúc nuôi dưỡng cái chí nguyện này. Khởi khả thiên nhiên quá thời, không có thời gian, không có rảnh, không có rảnh đâu. Trên cái người tu, mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây, sống trong chánh niệm, sống trong tỉnh giác, để nuôi lớn cái bồ đề tâm của mình. Người xuất gia thọ ân rất lớn, thọ ân tam bảo, thọ ân thí chủ đàn na, thọ ân quốc gia thủy thổ, thọ ân thầy tổ và vạn loại chúng sinh. Nên rồi phải tu, phải đạt cho được mục đích giải thoát giác ngộ. Để làm gì? Chúng ta đã từng hứa với Đức Thế Tôn, ta đã từng hứa với chư Tổ rằng tâm kỳ Phật Pháp đóng lương, con nguyện là con làm rường cột của Phật Pháp, dụng tác hậu lai quy cảnh, con là một tấm gương sáng cho người sau. Con hứa là con sẽ tu hành, con sẽ làm sáng giáo pháp của Đức Thế Tôn, con sẽ làm sáng ngời cái ngọn đuốc mà con đang hướng về, và con sẽ là một tấm gương sáng cho em út, cho thế hệ sau này. Tâm kỳ Phật Pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh.
sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, lúc nào cũng nuôi dưỡng cái chí nguyện như vậy, cái tâm ý như vậy. Mà tổ nói làm sao nữa biết không? Thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần thương tương ưng. Mỗi khoảnh khắc, mỗi giờ, mỗi lúc đó, nuôi dưỡng tâm trí như vậy đó, mà còn chưa xứng đáng được với hai chữ xuất gia. Huống nữa là để tâm lêu lỏng, huống nữa là bỏ bê chí nguyện tu hành, thì làm sao để xứng đáng để dự vào trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Nghiệm lại cái từ mà tổ nói nghe vui lắm. Thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần tương ưng. Trời ơi, ta tưởng Phật, ta nhớ Phật, ta gìn giữ giới luật, ta miệt mài sống trong chánh niệm, mà tổ nói như vậy mà còn chưa ăn, đừng có nói bỏ bê, thì làm sao mà đạt được giải thoát giác ngộ. Giống như mình á, đi làm việc á, tôi cày cỡ này mà cỡ như là còn cày bái sáng như thế này mà còn chưa thấm gì, thì có đâu mà tới nói ngồi không thì kiếm đâu mà ra cái bát gạo đồng tiền. Cái kiểu nó như vậy. Chúng ta miên mật với giáo pháp mà tổ còn nó chưa thấm, thì huống nữa mà bỏ bê, huống nữa mà lêu lỏng, thì chúng ta còn xa Phật, xa tổ đến mức nào. Vậy nên cái việc của người tu là cái việc quay về với chính mình, đem giáo pháp để nuôi tâm, đem giới luật để trang điểm cho thân mình. Mỗi ngày không ăn, ngày đó đói lắm. Một ngày nào mà không có giáo pháp đặt trong lòng mình đó, là ngày đó cái tâm bồ đề của mình coi chừng nó bị bệnh. Mình muốn khoác một chiếc áo cho thật đẹp, cho thật dễ thương, mình muốn mang một đôi dép cho thật đẹp, cho thật dễ thương, thì ngược lại hãy coi lại uy nghi giới luật của mình đã đủ trang điểm cho đẹp chưa. Tổ nói hay lắm. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nãy bàn ư kê cổ, hình nghi đỉnh đạt ý chí cao nhàn. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, mở lời đó là phải phù hợp với kinh điển của Đức Thế Tôn. Đàm thuyết khi trò chuyện là phải ứng với khuôn thước của người xưa, của các bậc thầy tổ. Do vì chúng ta đưa giáo pháp vào lòng còn mỏng quá, do vì giới luật đưa vào lòng còn mỏng quá, cho nên cũng có những khi thất niệm, cũng có những lúc bất giác, cũng có những lúc tham khởi lên, cũng có những lúc sân khởi lên, cũng có những lúc bực bội tức tối khởi lên, cũng có những lúc cầm cái roi đê mấy đệ tử của mình, có những lúc nhéo lỗ tai làm cho bạc tai, thế là bị người ta quay phim, người ta đưa lên, người ta nói mình tu dở, tu xấu, tu không tới nơi, không tới chốn. Một cái video clip mà tôi vừa nói thì mấy vị ai cũng nhìn cười hết. Một sư cô dạy dỗ đệ tử cho một hai bạc tay, bị ai đó đưa lên mạng rồi bêu rếu, rồi xấu xa. Chúng tôi thì ngồi tĩnh lặng, không phán xét, không phản ứng, cũng không có phê bình, mà chỉ chiêm nghiệm cho thật sâu để nhìn vào cái tình thầy trò của sư cô ấy, của người đệ tử ấy. Có bao giờ người ta nghĩ mỗi ngày sư cô phải xách xe chở đệ tử mình đi học không? Cái nghĩ nếu mà cái cô bé ấy, đệ tử ấy bị bệnh là thầy ăn không ngon, ngủ không yên, phải chở đi bác sĩ thức đêm thức hôm không? Cái nghĩ là phải kiếm từng đồng tiền để lo cặp, lo tác, lo sách vở, lo bút mực và lo áo quần tất tật, tần tật cho đệ tử hay không? Cô tiểu đó hình như là 9-10 tuổi gì không biết, nên rì nghịch ngợm. Bao nhiêu công lao nuôi đệ tử,
bao nhiêu cái tấm lòng để chăm sóc đệ tử, chỉ một chút bất giác thôi, để rồi cuối cùng người ta phủ nhận hết. Đó là vì xuất ngôn tu thiệp ư điển chương không có, đàm thuyết nãy bạn ư kê cổ không có. Nuôi nấng đệ tử thì có, tình thương thì có, nhưng không đem giáo pháp để nuôi mình trước. Vì không đem giáo pháp nuôi mình, cho nên ứng dụng cái lệch lạc đó để cho người ta nhìn nhận, người ta chê. Đức Thế Tôn dạy, nếu muốn cầu tiền tài thì hãy cứ đi kinh doanh, nếu muốn cầu giáo pháp thì hãy tìm đến các bậc trưởng thượng như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên. Rồi lại xuất hiện một sư cô bán hàng online trên mạng, rồi cũng lời ra tiếng vào, rồi cũng lời khinh lời chế. Tôi cũng không phân tích, không phản ứng, không chê bai, không bình luận, để rồi mình chiêm nghiệm tại sao cái cô này cô làm như vậy. Mà cô tự hào cô là sư cô, đem chứng minh, đem tăng tịch, chứng nhận tăng đi ra khoe mình là người tu nữa. Bởi vì thân ở trong chùa nhưng mà tâm ở ngoài chợ. Thân tuy khoác chiếc áo giải thoát nhưng mà tâm bận biểu với đồng tiền, cho nên đi kiếm tiền cũng không trách. Tu chưa chín, mới đây nữa một cái sự cố đau lòng. Một sư cô ở một cái thất ở Quảng Nam, rồi bị kẻ xấu vào lấy tiền, lấy của, lấy tài sản. Thấy cổ trẻ quá, biết trên dưới 20 gì đó, hiếp luôn. Nghe cái tin tôi cũng phê bình, cũng chẳng phản ứng và cũng chẳng trách cứ, mà chỉ có ưu tư. Sao lạ vậy ta? Sao an cư kiết hạ mà cổ không đi an cư, cổ ở một mình vậy ta? Như vậy để chúng ta mới thấy là sống trong một đoàn thể nó có sự bảo hộ, sống trong một đoàn thể có sự uốn nắn, có sự nhắc nhở nhau. Sống trong một đoàn thể nó tạo nên một sức mạnh rất là lớn, chị ngã em nâng. Mà tôi không hiểu là tuổi chỉ trên dưới 20 mà nói chuyện ở thất, nghe không hài lòng. Một vị tỳ kheo mà chưa đủ năm hạ là không được rời thầy nửa bước, mà đây có 19-20 đã có thất, đã có chùa để ở rồi, mà ngay trong mùa an cư kiết hạ mà lại không tòng tăng, không nhập chúng. Ngồi đây là các bậc trưởng thượng lãnh đạo ni giới hết, mà cũng phải tùng hạ, cũng phải tụng giới, cũng phải về với chúng tăng, chúng ni. Để rồi chiêm nghiệm lại, ta thấy lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng quý báu. Cái người mà chịu tu, sống trong một đoàn thể, thấy bình an, thấy được sự bảo hộ, thấy được sự chăm sóc. Còn người thiếu tu, ở chung trong một đoàn thể, cho rằng là bị trói buộc, cho rằng bị tù túng, để rồi nhảy ra ngoài, bao nhiêu cái dở nó ập đến. Đấy, trời mưa mặc áo tơi có thể che chắn được, nhưng mà những giông bão của cuộc đời không có áo giáp giới luật là hỏng. Không có áo giáp giới luật là giới thân tuệ mạng sẽ tiêu tan. Nên rồi nhờ giáo pháp hung đúc trong lòng nên mở miệng lại giáo pháp, nhờ giới luật hung đúc ở trong lòng bước chân đi là giới luật, bước chân đi là giáo pháp. Chư tổ gọi là hình nghi đỉnh đạt, ý chí cao nhạc,
thân tướng phải trang nghiêm đỉnh đạt, ý chí phải tự tại giải thoát thông dong. Cái người có tu, mỗi bước chân đi là đi vào tịnh độ, mỗi bước chân đi là hạnh phúc, là giải thoát, là an lạc cho mình và cho đời. Cái bước chân đẹp của người tu nó toát từ trong tâm, nó bước toát ra. Cái này không có tập, không có diễn. Những người mà đi biểu diễn thời trang á, là người ta phải tập. Người ta tập dữ dằn lắm kìa. Cái chân bước làm sao, cái gót bước làm sao, cái đầu gối phải cong làm sao, rồi cái mấy ngón chân phải nhấn vô làm sao, chân phải quẹo qua chân trái làm sao, chân trái quẹo qua chân phải làm sao. Người tu không cần tập vậy, chỉ cần cái tâm thanh thoát, ý chí cao nhàn, là mỗi bước chân đi là như cong như phượng. Thân trọng túc khinh, tuy thân nặng nề đó nhưng mà bước chân nhẹ nhàng, bởi vì tâm an lạc. Mỗi bước chân là từ bi tỏa sáng, mỗi bước chân đi là giải thoát tỏa sáng. Nhờ đâu vậy? Nhờ có giáo pháp đặt ở trong lòng, nhờ có giới luật đặt ở trong lòng. Cho nên học pháp, hành pháp, ứng dụng pháp, để rồi pháp sống với chính mình, lợi lạc lắm, bình yên lắm. Phật tử đi chùa cầu ở người xuất gia cái gì? Cầu pháp. Cầu pháp, đem tịnh tài, đem phẩm vật, đem những gì mình có để cúng dường, cũng chỉ để cầu pháp thôi. Cho nên người tu là cái người làm sao để giáo pháp phải dồi dào. Cái giáo pháp này không phải nằm trong quyển kinh, không phải nằm ở trên bàn thờ, mà nằm ngay trong trái tim của người tu, trong ánh mắt của người tu, trong nụ cười của người tu, trong mỗi bước chân đi của người tu. Mỗi bước chân đi tỏa sáng, mỗi ánh mắt hiền từ, mỗi nụ cười như hoa sen, cái đó là đem lại niềm vui cho đời. Mà muốn như vậy thì phải hành trì, phải tu tập qua bao tháng năm, để rồi cái phẩm chất nó hung đúc cho mỗi chúng ta. Mỗi con người là một bậc trượng phu, mỗi con người là một thánh giả. Nếp sống an cư là nếp sống của bậc thánh, nếp sống tĩnh lặng là nếp sống của bậc thánh. Sống trong tĩnh lặng tức là đang ta đang dần dần trở về với thánh quả,